Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một trong những chủ đề vô cùng thú vị, đó chính là dành cho những người thích ăn món lòng lợn. Và đây sẽ là một trong những vài điểm lưu ý trong quá trình chúng ta ăn lòng lợn để không bị ngộ độc thực phẩm. Lòng lợn là một trong những món ăn quen thuộc với nhiều người và nó cũng chứa hàm lượng dinh dưỡng khá là cao. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng lòng lợn hay chúng ta ăn thực phẩm này, chúng ta cần phải có một vài điểm lưu ý để không bị nhiễm run sán hay thậm chí là không bị ngộ độc thực phẩm trong quá trình dùng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về điểm lưu ý đầu tiên. Lưu ý đầu tiên đó chính là không sử dụng lòng lợn đã để qua đêm mặc dù lòng lợn là một trong những món ăn nhiều dinh dưỡng và khi chúng ta sử dụng nó mang lại khá nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng trên thực tế thì lòng lợn là một trong những loại thực phẩm rất dễ bị nhiễm khuẩn thế nên khi chúng ta sử dụng xong mà đã không dùng hết lòng lợn hay vẫn còn thừa thì kiểu anh khuyên rằng chúng ta không nên để trong tủ lạnh hay để ở môi trường ngoài vì như vậy nó rất dễ bị nhiễm vi khuẩn lại và khi chúng ta sử dụng thì rất dễ bị ngộ độc thực phẩm Thế nên là các bạn đừng tiếc một chút lòng lợn này mà thay vào đó thì hãy bỏ chúng đi và đừng nên dùng lại nữa. Thứ hai đó chính là không ăn lòng lợn quá nhiều trong một tuần. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng chúng ta chỉ nên ăn 2 đến 3 lần lòng lợn trong một tuần và mỗi lần thì chúng ta sử dụng từ 50 cho đến 70 g. Trẻ nhỏ chỉ được ăn tối đa 2 lần trên một tuần, mỗi lần dưới 50 g. Những đối tượng bị cao huyết áp, bệnh tim mạch, tăng cholesterol máu, sơ vữa động mạch, tiểu đường, gút, thừa cân, phụ nữ mang thai không nên ăn món ăn này. Điểm lưu ý thứ ba trong quá trình chúng ta sử dụng lòng lợn đó chính là hãy nấu kỹ trước khi ăn và nếu như lòng lợn còn sống thì tuyệt đối không nên sử dụng. Uh, nguyên tắc ăn chín uống sôi là một trong những nguyên tắc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho chúng ta đặc biệt là lòng lợn bởi đây là một trong những loại thực phẩm chứa rất nhiều vi khuẩn và khi chúng ta sử dụng rất dễ bị ngộ độc thế nên trong quá trình chúng ta sử dụng hãy đảm bảo rằng lòng lợn đã được luộc chín kỹ đồng thời chúng ta phải tuân thủ theo quy tắc đó chính là ăn chín uống sôi để không gây ra những trường hợp đáng tiếc đối với sức khỏe của chúng ta bên cạnh đó một số người hiện nay vẫn còn giữ thói quen ăn lòng lợn với tiết canh việc ăn tiết canh lợn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn có thể gây tử vong nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời và cuối cùng đó chính là chúng ta không nên ăn lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ như mọi người đều thấy thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều nội tạng động vật hay cụ thể là lòng lợn được bày bán và trong số đó thì có rất nhiều loại không được chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ và nếu chúng ta mua phải những loại thực phẩm không được chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ như thế này thì chúng ta có thể mua phải những loại lòng lợn đã được ngâm tẩm hóa chất và trong quá trình chúng ta dùng nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta hay sức khỏe của người thân trong gia đình của chúng ta vì vậy, lời khuyên tốt nhất cho chúng ta đó chính là khi mua lòng lợn, hãy chọn những loại lòng lợn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời là được chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ. Và vừa rồi là một vài điểm lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng lòng lợn để tránh dẫn đến những trường hợp đáng tiếc hay cụ thể là để tránh dẫn đến tình trạng chúng ta bị ngộ độc thực phẩm và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích cũng như sẽ được các bạn áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tham khảo thêm thông tin về những chủ đề cùng loại thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất. Những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.